các doanh nghiệp công nghệ chia sẻ giải pháp ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh nhằm tìm ra các định hướng phù hợp nhất để áp dụng cho đô thị thông minh trong thời gian tới. Bức xúc cùng một số tiểu thương xung quanh việc đóng cửa phụ ở chợ Từ Hà, thị xã Hương Trà. Sức lan tỏa từ mô hình cổng trường an toàn giao thông đã có phần hạn chế tai nạn giao thông đối với học sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông tại địa bàn vùng miền núi. Đây là chương trình Huế ngày mới thứ bảy ngày 14 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý khán giả đã cùng thức dậy và đồng hành cùng chúng tôi trong 20 phút của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì hội nghị trao đổi với các doanh nghiệp tham gia phát triển dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Định cùng 13 doanh nghiệp trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Đây là hoạt động để lãnh đạo tỉnh lắng nghe các doanh nghiệp công nghệ chia sẻ giải pháp ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh nhằm tìm ra các định hướng phù hợp nhất để áp dụng cho đô thị thông minh trong thời gian tới. Thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp hỗ trợ tỉnh các giải pháp áp dụng và triển khai các dịch vụ trên đô thị thông minh. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ đã giới thiệu các giải pháp và những nội dung đã phối hợp với tỉnh trong ứng dụng dịch vụ đô thị thông minh, góp ý phát triển đô thị thông minh cho tỉnh và kiến nghị đề xuất những điều kiện để đảm bảo các doanh nghiệp tham gia. Một số giải pháp công nghệ được đánh giá có tính khả thi cao như việc Shop Pro với giải pháp IoT và xây dựng trung tâm sáng tạo công nghệ, xe đạp thông minh. Phi Long với giải pháp đầu tư hạ tầng Wi-Fi miễn phí, hạ tầng thanh toán trực tuyến của Vietinbank, Viettel. Ngoài ra, một số doanh nghiệp trên bay giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh về môi trường, y tế, giáo dục, du lịch, quản lý nhà hàng, khách sạn. Một số giải pháp về bảo mật, phân tích thông tin báo chí hay sử dụng biên lai hóa đơn điện tử phục vụ đô thị thông minh. Các doanh nghiệp đều mong muốn đóng góp một phần của mình vào sự phát triển chung của tỉnh, trong đó có việc hoàn thiện các dịch vụ đô thị thông minh và mong muốn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện trao cơ hội để các giải pháp của mình được áp dụng phát huy ở Huế. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ hoan nghênh đánh giá cao các giải pháp mà doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ đề xuất kiến nghị. Những giải pháp rất bổ ích, thiết thực. Đồng thời cho rằng tỉnh đang phát triển đô thị thông minh trên nền tảng chính quyền điện tử với việc đầu tư hạ tầng nền tảng dựa vào định hướng khung kiến trúc chung về ICT trên cơ sở đặc thù riêng có của tỉnh. Đây là cơ sở để doanh nghiệp triển khai các giải pháp hiệu quả, đảm bảo tính đồng bộ cao, có chính sách rõ ràng và cụ thể. Trong đó ưu tiên những giải pháp thiết thực, nội dung khác biệt, khai thác tối đa hạ tầng cơ sở dùng chung, có thể áp dụng ngay, phục vụ hiệu quả cho người dân và du khách trong phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Việc xây dựng khung kiến trúc chung này dựa trên nền tảng tích hợp có sự đóng góp của các doanh nghiệp. Thành ủy Huế tổ chức hội nghị thành ủy mở rộng lần thứ 16 năm 2019, đến dự hội nghị có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2019, thành phố Huế đã tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đạt và vượt 13 trên 14 chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch: doanh thu du lịch, tổng vốn đầu tư trên địa bàn, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp, số lao động được hỗ trợ việc làm. Tuy nhiên, phát triển kinh tế chưa đạt sự đột phá, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý đô thị, cải cách hành chính một số mặt chuyển biến còn chậm, hình thức. Tại hội nghị, lãnh đạo thành ủy cũng đã trình bày các tờ trình về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, trình bày dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, triển khai chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát năm 2020, thảo luận và lấy ý kiến tham gia dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu đảng bộ thành phố lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, thành ủy đưa ra mục tiêu phát triển trong năm 2020 là tiếp tục giữ ổn định phát triển kinh tế, tạo đột phá trong du lịch, dịch vụ, thương mại, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ với một số công trình hiện đại, thân thiện môi trường, đáp ứng các tiêu chí về đô thị loại một trực thuộc tỉnh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, chủ động phòng chống ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội đồng Nhân dân huyện Nam Đông tổ chức kỳ họp thứ 9, khóa 6, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng thời bàn và thông qua quyết định những vấn đề quan trọng khác. Năm 2019, huyện Nam Đông có 12 trên 15 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tổng giá trị sản xuất tăng 15,1%, tổng giá trị đầu tư phát triển đạt 450 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 159%, tăng hơn 30%. Bên cạnh những kết quả đạt được,
huyện đang gặp một số hạn chế như việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh ở các xã định canh định cư vẫn còn chậm, chất lượng hiệu quả kinh tế vườn chưa cao, sản xuất chủ yếu theo hình thức nông hộ nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Việc triển khai các đề án phát triển nông lâm nghiệp và du lịch sinh thái còn chậm, chưa đạt kết quả đề ra. Dự án cấp nước cho 5 xã chậm triển khai, tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng ở bậc trung học cơ sở còn cao, tính bền vững của hộ thoát nghèo chưa cao. Cùng tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội, chỉ tiêu môi trường và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đồng thời thông qua một số nghị quyết quan trọng. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt trên 300 đồng chí là chỉ huy trưởng, chính trị viên, ban chỉ huy quân sự 152 xã phường thị trấn. Năm 2019, năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của đất nước và địa phương, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của ban chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân các xã phường thị trấn đã có kế hoạch tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm, nhất là tuyến biên giới, tuyến biển, tuyến đầm phá, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, dân tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống chữa cháy rừng, dân tập cứu hộ cứu nạn, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, ra quân huấn luyện, vân vân. Trong thời gian tới, ban chỉ huy quân sự 152 xã phường thị trấn nâng cao hơn nữa công tác xây dựng lực lượng dân quân đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, xây dựng kế hoạch tuần tra canh gác, trực ban, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, đại hội đảng các cấp. Chuyển sang những thông tin khác, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 của tỉnh Thừa Thiên Huế ước đạt 22.700 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 15%. Trong đó, vốn trung ương quản lý hơn 6.064 tỷ đồng, chiếm 27% tổng vốn, vốn địa phương quản lý 16.630 tỷ đồng, chiếm 73%. Năm 2019 có 321 dự án đầu tư công với tổng số vốn phân bổ đầu tư trong năm là 1.936 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân đến ngày 30 tháng 11 năm 2019, nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý ước đạt 77% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 80% kế hoạch, vốn các chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương đạt 85% kế hoạch, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 87% kế hoạch, vốn trái phiếu chính phủ đạt 100% kế hoạch, vốn nước ngoài ODA đạt 62,8% kế hoạch, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư đạt 63,1% kế hoạch. Dự kiến đến 31 tháng 12 năm 2019, giải ngân đạt khoảng 93-95% tổng kế hoạch vốn. Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đang đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn như các dự án bến cảng số 1 và số 3 Chân Mây, kè chắn sóng Chân Mây, dự án hạ tầng khu Hương Sơ phục vụ giải tỏa người dân kinh thành Huế, hầm đường bộ Hải Vân 2. Trong khi đó, giá trị sản xuất ước đạt 47.000 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch, tăng 11,8%, chỉ số EIP tăng 8%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,8%, cấp nước và thu gom rác thải tăng 6,1%, sản xuất phân phối điện tăng 20,4%, công nghiệp khai khoáng tăng 2,8%. Đóng góp tăng trưởng như các năng lực sản xuất mới như nhà máy sợi Phú Quang, nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu may mặc Song Thiên Long, các nhà máy sản xuất Manfrid của công ty Manfrid Hương Giang, công ty cổ phần Frid Phú Xuân và công ty cổ phần công nghệ Frid Phú Sơn, nhà máy gạch ốp lạc granite Victor Phú Lộc, nhà máy thủy điện Alin B2, dự án điện mặt trời Phong Điền, nhà máy sản xuất thủy tinh Vico Silica, nhà máy sản xuất khoáng Cristobalit Vendica, nhà máy xi măng Đồng Lâm giai đoạn 2. Do đó, nhiều sản phẩm tăng so với năm 2018 là bia, sợi các loại, quần áo, Manfrid, gạch ốp lát, lon nhôm, điện sản xuất, giam gỗ. Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm là xi măng, tôm đông lạnh, xe ô tô. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm thương mại của thị xã Hương Trà, chợ Từ Hà có vị trí giáp với phường Hương Văn, thông thương với các xã ở Quảng Điền, thông qua cầu Từ Phú giáp với quốc lộ 1A. Hiện tại ở trung tâm này có 264 lô đăng ký hoạt động kinh doanh mua bán. Từ sau sự cố cháy chợ vào tháng 9 năm 2015, nơi đây tạm thời dựng lên khu vực chợ tạm và lối đi ở tuyến đường Nguyễn Khoa Thuyên được mở thường xuyên phục vụ nhân dân và tiểu thương trong các hoạt động mua bán kinh doanh. Nhưng từ ngày 5 tháng 12, ban quản lý chợ đã đóng lối đi này, đã gây ra một số ý kiến không đồng tình và bức xúc một bộ phận tiểu thương của chợ. Phần ảnh sau đây của phóng viên Huế Ngày Mới. Qua tìm hiểu được biết, do tuyến đường Nguyễn Khoa Thuyên là trục đường đầu nối với khu dân cư Tử Hà, đối diện chợ là hai cơ sở giáo dục, trong đó có một trường mầm non.
Việc mở cửa chợ ở đây đã tạo nên cảnh lấn chiếm lòng lề đường của tiểu thương và sự tiện lợi bất chấp của phụ huynh là vừa đón con vừa đi chợ, nên tạo nên cảnh ùn ứ giao thông, nhếch nhác môi trường, cảnh quan đô thị. Việc đóng lối đi này với lý giải của ban quản lý là để tập trung người mua bán vào chợ, giảm ách tắc giao thông. Nhưng vấn đề mấu chốt là cả ba cửa gồm một cửa chính và hai cửa phụ của chợ lại nằm trên trục quốc lộ 1A và ngay cùng đèn giao thông ngã tư quốc lộ, nên người đi chợ chủ yếu thuộc địa bàn phường Tử Hà và Hương Vân phải đi ngược chiều đi vào chợ hoặc phải đi vòng tròn theo luồng giao thông một chiều, rất mất thời gian và nguy hiểm. Trong khi đó, cổng chính lại bị bịt lại, chỉ còn hai lối phụ vào chợ thì hàng quán dày đặc nên việc di chuyển rất khó khăn. Cái đường không có mà đi vô nữa, cho đi cổng chính mà cái đường được bằng chừng đấy tôi không cua xe được. Chứ bây giờ tôi là có đề nghị các cấp chính quyền trên là giải quyết là mở cổng. Còn ai làm sao sai tay phạm chi là người đâu, có ráng chịu mà trách nhiệm thôi. Từ khi đóng cửa chứ là nói thật với mẹ anh là khách họ không vô chợ. Họ hỏi vì răng mà họ không vô chợ là họ nói đi này. Một lần mà dừng lại vô cái cổng rất là khó khăn. Mà vô đường tê thì đi không được. Cho nên là bận hàng là họ đi chờ khác hết. 10 ngày nữa là chị em là đóng cả hết, cả là toàn bán đồ hết. Họ đi chờ là họ bỏ xe đây, họ đi chờ họ đi họ vô là họ mua. Đó là thuận tiền đường. Chứ còn đây họ thuận tiền đường là họ chạy tật qua chợ Quảng Phú liền. Để tìm hiểu sự việc, chúng tôi đã liên lạc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tử Hà và có buổi làm việc với ông Trần Quang Bình, trưởng ban quản lý chợ Tử Hà. Theo ông Bình, việc đóng cửa chợ là ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo địa phương. Và việc người dân phản ứng chỉ là số nhỏ khoảng 19 người trong tổng số 264 tiểu thương đăng ký buôn bán tại chợ. Trên thực tế, việc phân lô ở đây khá hợp lý. Hàng áo quần, ngủ kim, trang sức hay vật dụng gia đình được bố trí ở các lô phía trước chợ, giáp với quốc lộ. Còn cửa phụ mới bị đóng, chủ yếu là thực phẩm, rau quả nên không liên quan đến kinh doanh của các hộ phía trước. Mà vấn đề chỉ là đảm bảo giao thông, trật tự, cảnh quan đô thị. Ban quản lý đã khảo sát. Khảo sát không khảo sát là chỉ được cái là khảo sát cái vị trí là sau khi là đưa cái số tiểu thương ngoài kia vào thì liệu rằng cái mặt bằng ở trong chợ cũng đủ đảm bảo để là bố trí cho bà con là kinh doanh lưu động đó là vào kinh doanh ở tại chợ. Đó là lý do thứ hai là cái số tiểu thương đã đề nghị nếu trường hợp mà để là bà con kinh doanh ở ngoài đó thì cái ngoài đó có một cái khó nữa là thì có một cái trường mầm đó thì cơ sở bác của phường Tử Hà. Sâu xa của vấn đề, có lẽ ban quản lý chợ Tử Hà muốn điều tiết lượng khách hàng đến chợ đông đều hơn. Đây cũng chính là tâm tư nguyện vọng của tiểu thương có lô hàng ở phía cổng chính. Do buôn bán ế ẩm, đã có nhiều người trao bảng sang lô nhường quầy. Lô là toàn bộ là họ bán ế là sáng hết là 4 năm rồi, giờ chứ là họ thấy là toàn bộ là chợ khó khăn hết. Cho nên chỉ là họ phải đóng cái cổng sau để cho tất cả đều các chị em tiểu thương ở chợ đây là đều bán được hết chứ không phải riêng chị mình em. Câu hỏi đặt ra ở đây là việc đóng cổng sau để ép người đi chợ phải đi cửa trước là có nên hay không? Vấn đề đảm bảo giao thông trật tự ở đường Nguyễn Khoa Thuyên, đảm bảo môi trường văn minh đô thị, tránh ảnh hưởng đến các trường học phía gần chợ. Câu hỏi xin được dành cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng. Nếu mở cửa đó thì phải bà con phải chấp hành cái nội quy quy chế về trật tự giao thông, trật tự đô thị vào tổ chức họp chợ ở trong khu chợ đấy để đảm bảo cho bà các tiểu thương mà đã đăng ký kinh doanh các lô cố định thì khách hàng đi vào để có người mua người bán. Còn nếu mà cứ làm mất trật tự giống như hiện nay thì sẽ cử đội quy tắc đô thị và công an của phường sẽ ra để quản lý trật tự, không cho dừng xe ở những nơi mà không được phép dừng xe, không cho buôn bán ở những nơi mà không được phép buôn bán. Đây là hình ảnh mà chúng tôi ghi được khi một vài người dân đã dùng cách này để phản ứng với việc đóng cửa chợ. Một yếu tố tiên quyết trong kinh doanh là chữ tín, là chất lượng của sản phẩm, đó mới là cách giữ chân khách hàng. Vụ việc xảy ra đã gây bức xúc cho một số tiểu thương, nhưng cũng có thể thấy việc chia lô, phân theo mặt hàng buôn bán trong chợ không hề ảnh hưởng đến việc kinh doanh ở khu vực cổng trước và cổng sau của chợ. Do vậy, việc đóng hay mở cửa như thế nào cho hợp lý cần sớm có một quyết định đúng đắn của chính quyền địa phương.
Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin khác. Tết Dương lịch năm 2020 năm nay tuy chỉ được nghỉ một ngày duy nhất, nhưng đây vẫn là ngày nghỉ được nhiều lao động quan tâm, đặc biệt là vấn đề tiền lương, tiền thưởng. Theo quy định tại Điều 115 Bộ Luật Lao động năm 2012, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ Tết, trong đó Tết Dương lịch một ngày, ngày 1 tháng 1 dương lịch. Người lao động làm thêm giờ trong ngày Tết Dương lịch sẽ được hưởng tối thiểu 400% tiền lương ngày làm việc bình thường. Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo thời gian làm việc thực tế, tiền lương làm thêm giờ, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày. Thời gian qua, đã có nhiều người dân bị các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Để tự bảo vệ tài sản của chính mình, nhất là vào dịp cuối năm khi khối lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng là rất lớn, cũng là thời điểm các đối tượng phạm tội gia tăng hoạt động. Khi nhận được những tin nhắn lừa đảo như trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được, kể cả các tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng, để phát hiện các tin nhắn giả mạo ngân hàng, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung trong tin nhắn. Khi nhận các tin nhắn nghi vấn không rõ ràng, người dân có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng của các ngân hàng để kiểm tra lại thông tin, phản ánh các tin nhắn giả mạo từ ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời. Các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, sớm có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn thủ đoạn này của các đối tượng. Người dân cần thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking, smart banking và có biện pháp để quản lý bảo mật các thông tin này. Mới đây, các chuyên gia lĩnh vực thần kinh đã cảnh báo về tình trạng gia tăng đột quỵ não ở người trẻ tuổi tại nước ta. Trong vòng 12 năm qua, số người trẻ bị đột quỵ não tăng tới gần 50%. Nhóm tăng cao nhất là những người làm nhục bia rượu, hút thuốc lá, sử dụng các chất kích thích, tình trạng béo phì văn phòng. Đáng chú ý, mặc dù đột quỵ là bệnh gây chết người và tăng phế cao, nhưng chúng ta có thể phòng ngừa được. Theo đó, cần tránh các yếu tố nguy cơ bằng thói quen sống tích cực, không làm dùng bia rượu, không hút thuốc hoặc sử dụng các chất kích thích. Có chế độ ăn uống điều độ, hợp vệ sinh, cân đối các chất, nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, giảm muối, giảm mỡ, tập luyện thể dục hàng ngày, tránh tình trạng căng thẳng thần kinh quá mức và kéo dài. Thưa quý vị, nếu như trước đây tình trạng mất an toàn giao thông tại các cổng trường học, đặc biệt là giờ tăng trường ở huyện miền núi Nam Đông, gây bức xúc đối với người tham gia giao thông, nhưng kể từ khi mô hình cổng trường an toàn giao thông được đưa vào triển khai rộng rãi, thì tình trạng ùn tắc, chen lấn gây mất an toàn giao thông tại các cổng trường đã giảm. Đây là minh chứng rõ nét của mô hình cổng trường an toàn giao thông, nó đã tạo sức lan tỏa, góp phần hạn chế tai nạn và giảm giao thông đối với học sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông. Trường Tiểu học Thường Quảng là một trong những trường tiên phong đi đầu trong việc triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông trên địa bàn huyện Nam Đông. Mặc dù ở xa nhất và với đặc thù có hai dân tộc Kinh và Cơ Tu sinh sống, nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh trong việc chấp hành nghiêm luật an toàn giao thông đường bộ, nên tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại cổng trường vào giờ đưa đón con đến trường giờ đây đã không còn. Qua buổi lễ tuyên truyền an toàn giao thông hôm nay, em thấy buổi lễ này rất có ý nghĩa. Em sẽ nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông và tuyên truyền cho mọi người. Để mô hình cổng trường an toàn giao thông hoạt động có hiệu quả, xã và ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể dựa theo chức năng, nhiệm vụ và tính chất công việc của từng thành viên. Với mục đích thay đổi hành vi của học sinh khi tham gia giao thông như không đi xe đạp thành hàng hai, hàng ba, đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đi xe đạp, xe máy điện và ngồi sau người lớn chở, không điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi. Bên cạnh đó, hướng dẫn cho các em học sinh tố giác khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Thành lập câu lạc bộ an toàn giao thông trong trường học để hướng dẫn tuyên truyền về công tác thực hiện luật an toàn giao thông của học sinh, được hết là học sinh trong nhà trường và đội ngũ cán bộ giáo viên, sau đó tuyên truyền đến lực lượng phụ huynh thường ngày đưa con em đến trường. Nếu như những năm trước đây, tình trạng ùn ứ phương tiện, người đầu đổ xe ngang dọc, lấn chiếm lòng lề đường gây hình ảnh phản cảm thường xuyên xảy ra tại các cổng trường, nhất là giờ tan học tại các trường trên địa bàn huyện Nam Đông xảy ra khá phổ biến. Nhưng kể từ khi đưa vào triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông, tình trạng trên đã giảm đi đáng kể. Từ khi đưa vào mô hình cổng trường an toàn giao thông, thì tình trạng vi phạm đã được khắc phục và mô hình này cũng đã được
xây dựng trên trong lan tổng ra 5 xã và tại 5 điểm trên địa bàn huyện. Và sắp tới thì đội cũng tham mưu cho ban chỉ huy và kết hợp với ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện mở rộng ra mô hình này. Việc triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông đã tạo sức lan tỏa, góp phần hạn chế tai nạn va chạm giao thông đối với học sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông. Thời gian tới, huyện Nam Đông tiếp tục nhân rộng mô hình này tại những điểm trường còn lại trên toàn địa bàn huyện. Đồng thời, công tác tuyên truyền sẽ được lồng ghép vào các hoạt động, hướng dẫn vận động học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi quy định. Phần cuối chương trình như thường lệ là những thông tin về dự báo thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết ngày hôm nay, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định sau suy yếu và di chuyển chậm ra phía đông kết hợp với gió đông yếu nên ở Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, đêm và sáng mưa và mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ ban đêm dao động từ 17 đến 19 độ, ban ngày từ 25 đến 26 độ. Đảo Sơn Trà đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng. Nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm 82%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.